Em phúc xin chào toàn thể quý cô chú anh chị em yêu hoan trên cả nước nhé. Hôm nay phiên bán hàng buổi sáng ngày mùng 8 tháng 6 năm 2022, em lại tiếp tục lên một số mặt hàng hoa lan rừng đã thuần cho cô chú bác anh chị em cô sưu tầm nhé. Những mặt hoa hôm nay em chia sẻ tất cả là những những hàng đang hoa đang nụ và những mặt bông rất là đẹp nhé. Số điện thoại là 0328066682 nhé. Quý cô chú anh chị em có thể alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin kết bạn con Zalo qua cho em nhé. Em sẽ phép đi vào đơn bán hàng đầu tiên của em ngày nay nhé đơn đầu tiên em hôm nay là một giò mít nối ngọn em nó thật sự quá phê luôn các bác em chưa khi nào mà đúng thật sự thấy được giò mít nào đẹp mức độ này em quay mọi người cùng xem nhé đây ná ngọn này nó tròn từ lá gốc đến tận ná ngọn có hai mầm gốc nhé hai mầm gốc nó dòng mít nối ngọn nhé nó dòng mít nối ngọn mà. mít đua ngọn nhé thật sự mít lại còn đua ngọn em chưa em chưa thấy bao giờ đâu bây giờ mới thấy là đầu tiên đấy ná nó thì nó ná nó gần nó đẹp quá đẹp luôn hai mầm gốc nhé anh xem này wow thì thật sự nó quá phê luôn bản lá thì thì quá khủng khiếp luôn bản lá này em cũng không đo đâu nhưng mà anh chị em thì có thể nó biết rồi nhưng có thể đây tay em này nhưng bản lá khủng khiếp chưa hai mầm gốc nhé hai mầm gốc hai thân mẹ thân mẹ nói chung là dòng đua ngọn mà năm trước năm sau đua nó mới dừng được hai ba năm nó mới dừng đua ngọn dòng Nam mít này thân thủ thì quá khủng khiếp rồi đều có hoa anh chị em nhé đều có hoa nhé thân thủ này nó phải đạt f 24 rồi thân thủ này nó phải đạt f 24 chăm tốt nói chung chăm tốt nó vẫn còn hơn nhưng mà dòng mít mít thân thủ này là hiếm thật sự mà đua ngọn quá hiếm luôn em chưa thấy bao giờ đâu mầm gốc bộ mầm gốc thì quá phê pha luôn anh em này rất tiếc ở trên thân lại chưa có kỳ nào có hai kỳ đâu hai ba kỳ chưa có dễ à ra dễ bắt đầu ra dễ rồi có ba kỳ bắt đầu ra dễ rồi ba kỳ bắt đầu ra dễ thật sự nó đẹp nó 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 đẹp đẹp từng mm một luôn lá rất là dày chị em nhé lá gần cực kỳ dày luôn này Wow, nhìn nó phê, quá phê luôn Giò mít nối ngọn số 1 em để giá là 1 triệu 2 nhá 1 triệu 2 cho giò mít nối ngọn này Anh em là sưu tầm giống này về là Lần này xuống hoa chơi hoa xong là sẽ xuống giống ươm kỳ được rất, được rất chi là nhiều kỳ nhá Một giò duy nhất nhá Một giò mít nối ngọn duy nhất anh em nhìn có phê không Thật sự nhìn quả mồng gốc nó quá phê luôn Tròn từ lá gốc đến tận lá ngọn luôn 1 triệu 2 Em chuyển đưa số 2 nhá Đưa số 2 của em là một giò ám mắt trâu nương xanh nhá siêu hoa luôn nhé siêu sai hoa và kỳ rất chi là nhiều siêu sai hoa nhé một tác phẩm bonsai cực kỳ phê luôn siêu hoa luôn nhé hai bốn mầm gốc nhé đơn số 2 em để giá là 750.000 năm mươi nhé bảy trăm em chuyển đơn số 3 nhé đơn số 3 của em là một giò gái nhảy nhé một giò gái nhảy này anh chị em mua hoa em yên tâm không phải lo no về mặt hoa con giống nhé em bán những hàng mặt hoa là chuẩn mặt hoa con giống anh chị em yên tâm nhé gái nhảy nhé hoa thì hoa thì tại vườn tại nhà rồi vẫn còn trên giò trên đây vẫn còn trên giò nhé năm thân hoa nhé hôm nay bắt đầu bắt đầu hôm nay là bắt đầu chơi nó bắt đầu căng anh chị em này hôm qua hé hôm nay là bắt đầu căng này tầm độ 90 giờ hôm nay trời sậm xịt lại muốn mưa trời mưa thì khó căng bông này trời mưa thì không được căng rồi nhưng mà chuẩn giống chuẩn cây là ok anh chị em ạ năm mầm gốc nhé năm mầm gốc năm thân hoa đơn này để giá là một triệu hai nhé giá cực kỳ yêu thương luôn ngày hôm nay nhé duy nhất ngày hôm nay giá quá yêu thương luôn nhé một triệu hai ngày hôm nay một giò cái nhảy siêu khủng này năm thân hoa này thơm nói chung thơm khủng khiếp luôn em trời đưa số 4 nhé Đợt số 4 em là một giò năm cái trắng phú thọ nhé Một giò năm cái trắng phú thọ hoa thì tại vườn tại nhà em rồi Nà nội <laughs> Giống nà nội Nụ anh chị em nhé Cái nụ này tầm độ 3 ngày nữa 3 ngày nữa là sẽ nở này Có một kỳ trên thân nhé Một kỳ trên thân này Và một nụ này Và một nụ tiếp tục lại một nụ bên trên này nhé Chơi xong nụ kia là lại nụ này lại tiếp tục nhé Về em được chơi hoa luôn nhé Những mà năm trước thì tiếp cận những dòng này rất chi là khó giờ ai cũng có thể sưu tầm được quan trọng nhất là chuẩn hoa chuẩn giống anh chị em mua giá nào giá cả thì nó sàn sàn nhau thôi nhưng mà thật sự em nó thật hàng phách rất chi là nhiều trên thị trường nhiều bác điện nhắn tin hỏi em là xem cái này có phải không em chả biết nói thế nào rồi nhìn nó không giống thì em cũng chả biết nói nào các bác chọn nên chọn như thế nào uy tín mà quan trọng nhất là cứ chuẩn chuẩn cây chuẩn hoa mà hoa trên thân luôn là mình về chơi thì yên tâm luôn không phải lo no nghĩ gì bảo hành bảo tỏi mà sai cây sai hoa nuôi hai ba năm rồi sau đó sai mặt bông rất chi là mệt mỏi mất công mình chăm sóc cái này về anh chị em được chơi luôn nhé Đơn số 4 em để giá là 450 nghìn nhé Em chuyển đơn số 5 nhé Đơn số 5 của em là một giọt tím viền Huế À tím, viền Thái Nguyên Em xin lỗi nhé không phải tím Huế nhé Tím viền Thái Nguyên mặt bông Ui, Nó thật sự nó bay căng nét luôn Mới nở buổi sớm này. Cánh, này Cánh này Cánh này viền hồng cực kỳ đẹp này Cánh này viền tím cực kỳ đẹp nhé Khuôn bông cực kỳ đẹp luôn Những bông này là quá đẹp luôn Tím viền Thái Nguyên nhé Bắt đầu hé buổi sáng này anh chị em này Vẫn còn một nụ nhé Vẫn còn một nụ dưới này Anh chị em về vẫn được chơi hoa nhé bông gốc thì rất chi là nhiều nói chung là về mình sưu tầm giống ấy. những mặt hoa cũng đẹp anh chị em sưu tầm giống và chơi vẫn là đẳng vẫn vẫn đẹp mà bông ngoài thật sự là bông đẳng cấp môi rất chi là môi đầy đặn mắt thì mắt rất chi là đẹp nhé họng phân thủy sạch sẽ này mắt họng phân thủy rất chi là sạch sẽ mũi mũi hồng nhé nó được cái mũi hồng nó không phải mũi tím mũi tím thâm thì xấu nên nó bông mũi hồng mũi cực kỳ đẹp luôn anh chị em nhìn không bông này nó đẹp thật sự nó quá đẹp luôn nó quá đẹp thật sự tím viền thái nguyên nhé, do này em để giá là hai trăm hai trăm ba mươi nghìn thôi nhé, hai trăm ba mươi nghìn cho cô chú anh em cùng sưu tầm và sưu tầm này, giá quá yêu thương luôn, em chuyển ra đơn số hai, bộ đơn số sáu nhé, đơn số sáu em là một 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 một, một bông uh, tím bầu nhé, tím cánh bầu thái nguyên nhé, tím cánh bầu thái nguyên em hai hai này bốn này năm thân hoa nha anh chị em ơi, năm thân hoa mầm gốc thì ít hơn nhưng mà năm thân hoa nhé, thân hoa rất chi là nhiều và chị anh em được chơi hoa luôn, cũng bắt đầu hé buổi đầu tiên em xem hoa có ok không? cũng cũng bay căng cũng bay cong vút này bay tốc cho anh chị em này những dòng này thì những dòng này thì cánh khôn bông những ngày ngày ẩm mưa gió này mà nó vẫn bay này, bông này quá đạt luôn anh xem như này có ba bông ba bông bắt đầu hé buổi sáng này này ba bông bắt đầu hé buổi sáng này này mắt nhung cực kỳ đẹp luôn nhé mắt nhung môi tim này nói chung những mặt bông này rất chia đẹp mình đáng sưu tầm nhé đơn này em để với giá là 400.000 nhé 400.000 cho một giò này nhé thật sự hoa là sai lắm hoa là sai kinh khủng luôn mà mặt bụng lại đẹp nữa 400.000 nhé Cánh khuôn bồng bay bay càng gót luôn này Em trở nên tiếp theo nhé đơn số, đơn số 2, 4, 6, đơn số 7 nhé Đơn số 7 có em là một giò ám trắng hoa bình nhá Hôm trước em em đã bán một giò mẹ rồi Hôm trước em bán một giò còn duy nhất một thân này nhé Ám trắng hoa bình nhé Em chia sẻ một thân này nhé Hôm trước em bán giò kia khá là to nhé 3 vòng gốc anh xem một thân ba vòng gốc nó dài lắm Nụ này nụ thì chi chít tầm độ... 3 đến 5 ngày nữa sẽ nở nhé Bông này bông ám trắng hoa bình nhé Hôm trước em chia sẻ mặt bông rất chia đẹp Ngày mùng 4 nhé Ngày mùng 4 Ngày mùng 4 bác nào xem theo dõi video là, là, là sẽ được theo xem mặt bông nhé Em đã quay em không cho mọi người xem mặt bông được Đơn này em để giá là 450 000 nhé Một dọa ám trắng hoa bình cực kỳ phê luôn này Mầm gốc quá phê luôn ba mầm gốc nhé Em chuyển đến tiếp theo nhé Đơn này đơn một giò một dọa tác phẩm rồi Đơn này đơn 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 số 8 này nó giống đơn số 6 nhé anh chị em nhé Đơn số 8 là cùng giống đơn số 6 nhé một tác phẩm siêu phẩm này siêu hoa wow, một giò siêu khủng luôn anh em này những cái cần hoa của nó nó dài những cái cần hoa nó quá quá là phê pha luôn mầm gốc thì quá phê rồi bộ mầm gốc này anh chị em không phải nghĩ rồi cần hoa thì chị em nó sai nó đẹp không một tác phẩm siêu phẩm nhé một siêu phẩm đẹp hôm này em cho mọi người xem mặt hoa đây nó là nó là bông bông uh, cánh bầu rất chi đẹp này vai rất chi là cân đối này. mắt nhung anh chị em là nhìn bộ mắt nhung nó đẹp không này mắt nhung mắt tràn viền nhé mắt nó tràn kín viền luôn nhé đẹp quá phê luôn Thật sự những tác phẩm này nó đẹp Mới buổi sáng con đã bay tốc váy này nhá Mắt nhung này Bắt đầu hé cái Bông này chưa hé này Bông này hé trước này Nó ngờ ngồng, ngồng hoa thì Cần hoa là quá nhìn Anh chị em có thể nhìn có thể biết này Một siêu phẩm nhá Một bông đẹp của Thái Nguyên đấy Một bông đẹp của Thái Nguyên nhá Chuẩn của Thái Nguyên nhá Đơn này em đại giá là 1 triệu nhá Đơn này 1 triệu nhá 1 triệu cho một giọt siêu phẩm này Thật sự về ngắm hoa Năm tới nó còn khủng khiếp hơn anh chị em ạ Mầm gốc thì rất chi ấy rất chi là đẹp luôn nhé mồng gốc tầm độ 50 phân hết rồi giá thẻ rất chi đơn giản này trên trên khúc nũa đặt trong chậu anh chị em về có thể bón thêm phân bón thêm phân phân tan chậm hoặc ít một ít phân 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 phân, phân châu khô phân châu khô rất chi là tốt anh chị em chơi nan phân châu khô rất chi là tốt còn phân chuồn quế sau nó tan ra nó nó rất chi là bẩn chậu nhé em chuyển đơn, tiếp theo nhé đơn số 9 nhé đơn số 9 em là một giò gái ngành gái nhảy nhá hoa này anh chị em yên tâm nhé Hoa này nở tại cây, tại hoa, tại vườn nghe mà nở bao năm nay anh chị em không phải lo no nghĩ vấn đề con giống nhé Ba mầm gốc, hai thân hoa Đơn này em để giá là 600 nghìn nhé 600 nghìn cho đơn này nhé Quá phê luôn, thật sự mầm gốc có đẹp lắm Ba thân hoa anh chị em phải được chơi hoa luôn nhé Kỳ chân thân có cả kỳ chân thân đang ra dễ nhé Em chuyển đến đơn số 10 nhé Đơn số 10 của em là một giò thân thủ, thân thủ hòa bình F24 nhé Một giò thân thủ nó quá khủng khiếp luôn hoa ôi đặc biệt sai hoa anh chị em này anh chị em nhìn nhìn, nhìn, nhìn những cái cần hoa này cũng bắt đầu hé buổi sớm ngày hôm nay nhá nhiều bông nhiều bông còn 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 nhiều bông còn chưa hé anh chị em nó sai hoa mức độ khủng khiếp luôn này nó khó khủng khiếp luôn một hai ba bốn năm sáu sáu bảy thân hoa sáu thân hoa hai bốn sáu thân hoa anh chị em nhé bắt đầu hé ngày hôm nay này còn nhiều nhiều bắt đầu bắt đầu mới mới buổi sớm ngày hôm nay nhé bắt đầu hé nhé đến ngày mai nó sẽ căng ngày mai ngày kia sẽ căng anh chị em nhìn những cái mầm gốc này Nhìn cái mầm gốc có khủng khiếp chưa? Năm nay anh chị em về thật sự giá thẻ nó đơn sơ quá. Nó dòng siêu thân thủ F24 nhưng mà giá thẻ nó quá đơn sơ luôn, không chăm sóc không phân thuốc gì nhé nhá. Anh chị em chăm những dòng này thì bảy bảy thân hoa anh chị em đây trên này còn thân hoa này, 7 thân nhá. Nhìn những mầm gốc này. Anh chị em thấy không? To hơn cả ngón tay trỏ của em này. Ngón tay trỏ của em nhỏ hơn này. Do thân thủ F24 này em để giá là 500 000 nhé nhá. Bảy thân hoa anh chị em ơi, bảy thân hoa về độc chơi hoa đã thích rồi. 700 000 à 500 000 nhá Em xin lỗi nhá Em chở đơn số 11 nhá Đơn số 1 em là 1 giò lá mít nhá 1 giò lá mít Anh xem nhìn này, mít lá gần quá phê pha luôn này 1 giò mít lá gần nhá 1 giò mít lá gần phú thọ nhá Đơn này em để giá là 390 000 nhá Giá cực kỳ yêu thương này Anh xem này thật sự kỳ chân thân Anh xem những giò này về là có thể là Làm được một 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 một, một vài chậu chậu lá mít luôn nhá Kỳ chân thân này Kỳ ra dễ hết rồi nhá Anh xem về cắt khúc nhá cũng không phải bóc đâu, cắt khúc cho xuống chậu luôn rất chi là nhiều kỳ nhé anh xem nhìn ngắm cái ngắm cái mầm gốc nó phê không? một hai ba mầm gốc nhé do này 4 mầm gốc nhé đơn này em để giá 390 000 nhé em chuyển sang đơn tiếp theo đơn số 10 12 nhé đơn số 12 này cái là một giọt thân thủ hòa bình nhé thân thủ f 24 hòa bình nhé mặt hoa thì nó tím nịn luôn anh chị em ạ nụ này anh xem nhìn thấy không nụ nó đen xít xin xịt luôn này nụ em chưa thấy một cái giò nào nó đen hơn cả tím với tử bắc giang em những bông ngoài sau nở ra chưa mặt hoa nhưng mà em khẳng định những bông ngoài sau nở ra nó sẽ là những bông tím cực kỳ đẹp luôn nhé. nó là từ kiến rừng anh chị em ở đây từ một già kiến rừng nguyên nhé từ từ kiến rừng ấy. từ kiến rừng nói chung cùng một giống từ một già họ, họ 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 ghim vào một cùng một chậu này đây là từ từ kiến rừng anh chị em nhé những bông này là là là, là 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 chưa chưa có nhiều người có giống em khẳng định là chưa ai có giống đâu vì đó, từ kiến rừng thì làm sao mà nhân giống được anh chị em nhìn những mặt cái hoa là tím kinh khủng không ba thân hoa anh chị em nhé ba thân hoa này thân thủ f F2, hai f hai đấy cái này nó đạt thừa sức đạt luôn anh xem những cái mầm gốc nó quá kỳ khủng khiếp luôn này mầm gốc to ngón tay cái em nhé anh xem này nhìn cái mầm gốc chưa ngón tay cái cái một còn nhỏ cái mầm gốc này những cái thân này nó nay thì nó khủng khiếp luôn này giá thẻ thì không có gì luôn độc sơ dừa không này không phân thuốc gì cả những chậu này mà anh em mà về mà chăm sóc được thì nó quá đạt luôn nhé đơn này em để giá là 480.000 nhé 480.000 cho một giò thân thủ F24 của Hòa Bình nhé mặt hoa này nó nó sẽ đạt tím nhé bắt đầu yêu màu tím thì nên siêu tầm dòng này nhé em chuyển tiếp theo nhé cũng là một dò thân thủ hòa bình nhé một mẹ một con nhé một mẹ một con hoa thì anh chị em nhìn cái nụ chưa này Nhìn cái nhìn cái bông hoa này to đúng bằng ngón tay cái em luôn này một thân nhé một mẹ một con hôm trước em chia sẻ cũng cũng một vài chậu rồi còn một hai chậu cũng chia sẻ cho mọi người cùng chơi nhé dòng thân thủ F24 hòa bình nhé anh chị em này nhìn những cái thân thủ nó khủng khiếp không nói chung là cũng phải chăm được nữa cũng phải chăm mới đạt như này là đạt rồi anh xem về cũng phải chịu khó phân uh, phân thuốc không cần thì quan trọng nhất là là nước và ánh sáng nhé nước và ánh sáng nó sẽ thân thủ nó sẽ đạt nhé đơn này em để giá là 180.000 tám nhé đơn số 12 nhé à, 13 nhé đơn số 13 em chuyển đơn số 14 nhá. em không đánh đơn nhé đơn, đơn số 3 là chốt nhé em lên 13 đơn nữa còn đơn này là đơn ngoài nhé một giọt kiều kiều tím miền trung nhé anh xem nhé mặt hoa thì chuẩn bị được là chơi chơi hoa rồi kiều tím miền trung nhé cũng khá là đẹp đấy nói chung bông này là bông này em nghĩ là là, là đạt đấy bông này là khá là là, 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 tím nhé khá là tím đấy anh nhìn nhìn thấy một, một 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 cần hoa nhé nó đang bật nhiều lắm nó đang bật 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 nhiều mắt hoa lắm bật nhiều mắt hoa nhé đây đây mắt hoa tiếp này cái này nó đang bật rồi cái này là vẫn được chơi hoa tiếp cái giò cái cái giò này năm ngoái nó chơi tháng 11 vẫn còn có ra hoa tháng 11 vẫn còn ra hoa Đơn này em để giá là 300 nghìn nhé Bác còn đấy em để 300 nghìn Về được chơi hoa luôn này 300 nghìn nhé Em quay tổng thể các đơn hàng ngày hôm nay nhé Thật sự nó phê lắm Giò mít này Giò mít này nó quá phê pha luôn anh chị em Ua. Chưa khi nào thấy giò mít nào bản nào đẹp như này Những đơn hàng này rất chia đẹp này Bông tím viền Thái Nguyên anh chị em này phê thật nó quá đẹp luôn bông này thì quá quá xuất sắc luôn này mắt rất chi đẹp họng phân thủy sạch sẽ mũi hồng này mũi thì hồng nhé không phải mũi mũi mũi, mũi tím mũi thâm à, em còn một giò em còn một giò dáng hương ta bỏ sắc nhé dáng hương ta bỏ sắc bao thích thì em gửi cho nhé nói chung là em cũng còn một vài giò này. chia sẻ khá là nhiều những giò này để chơi hoa rất chi thơm nhé bác nào uh, sưu tầm giò này em để giá là bốn trăm năm nhé một giò dáng hương ta bỏ sắc nhé một giò thứ nhất thì em cũng không đánh đơn đâu dáng dương ta bảo sắc này Hoa rất hoa nụ rất là nhiều 1 2 3 4 5 6 8 nhé, 8 8 cần hoa anh chị em ơi. Cái này bắt đầu hé buổi hôm nay bắt đầu hé này, nhiều, nhiều 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 nụ còn chưa bật này. Một giọt giá hương ta bảo sắc nhé. Đơn này để giá 450 000 nhé, bao nào giấy thêm được gửi cho nhé. Ghép trên nụ rất chi là đẹp này, anh chị em về chơi rồi. Là là chỉ việc tưới nước thôi, không phải gì cả. Dòng này cũng không nhất thiết phải phân thuốc đâu. Cứ tưới nước ăn đủ nắng là ok mà. 8 ngòng hoa nhé, cây rất chi là nhiều cây nhưng mà là 8 ngòng hoa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 con hoa anh chị em ạ Đơn này em giải ra 450 nghìn Nó thơm kinh khủng luôn Dòng tam bảo sắc nó thơm rất chi là dễ chịu nhá Nó thơm hơn cả quế Quế thì thơm nó hơi nặng nó hơi nặng mùi Nhưng mà tam bảo sắc nó thơm dịu lắm Những cái này là về tầm độ 3 ngày nữa nở này Bông này 3, 4 ngày nữa nở này Cái này bắt đầu hé nhé Bắt đầu hé buổi hôm nay nhá Em chia sẻ đơn này là 450 nghìn nhé Cực kỳ phê luôn nhé 450 nghìn cho đơn này em xin chào hẹn gặp lại mọi người ngày mai ạ em xin cảm ơn ạ